Rất vui mừng được gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình Câu chuyện cuộc sống phát sóng trên kênh Phim Việt VTV Cấp 2 Đài truyền hình Việt Nam. Thưa quý vị, tại những chương trình trước của chúng tôi thì chúng tôi đã có dịp giới thiệu đến quý vị hoàn cảnh của những em gặp khó khăn đang được một doanh nghiệp xã hội là Cô Tô giúp đỡ. Và đây là một doanh nghiệp để dạy nghề hoàn toàn miễn phí cho những em có độ tuổi từ 16 cho đến 22, hoàn cảnh khó khăn, lang thang cơ nhỡ hay là những em mà đang có nguy cơ bị xâm hại ngoài xã hội. Những ngành nghề mà được Cô Tô đào tạo là những ngành nghề như bartender, bồi bàn hay là đầu bếp. Trở lại Cô Tô ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ muốn quý vị hãy cùng tìm hiểu về những cựu học sinh tại Cô Tô, hiện nay cuộc sống của họ như thế nào sau khi rời khỏi mái trường này. Để biết được nhân vật của chúng ta ngày hôm nay là ai thì xin mời quý vị chúng ta hãy cùng tìm hiểu về một ngày làm việc của anh ở trong căn bếp tại khách sạn. Chào Bình, ngày hôm nay thì mình vừa mới được chứng kiến một ngày làm việc của mình ở trong bếp thì mình thấy rằng là công việc đầu bếp thì mọi người cứ nghĩ là nó nhẹ nhàng dành cho con gái, nhưng thực ra công việc đầu bếp thì lại là một công việc rất là vất vả, đúng không? Thực ra mình mới chỉ làm việc có hơn 8 tiếng thôi, có những ngày mình làm việc 12 tiếng, 14 tiếng và cái mức lượng khách nó phục vụ nhiều hơn, tốc độ dồn dập hơn, mình phải kiểm soát thời gian tốt hơn. Trong cái bộ phận của bạn thì có bao nhiêu người làm việc? Trong bộ phận của mình thì có tất cả là 7 người. Mình là trưởng bộ phận bếp ông. Cái vị trí của mình thì phải kết hợp với bếp phó và bếp trưởng đưa ra những món mới. Có những cái thực khách nào mà khó tính nhất mà bạn, những cái ca khó tính nhất mà bạn đã gặp phải chưa? Mà bạn nhớ không? Thực ra thì mình như bạn cũng biết rồi, đến khách sạn hoặc nhà hàng thì thường thường có menu. Có những khách người ta không thích ăn theo menu. Họ thử sức xem mình có nấu ngon bằng chỗ khác không. Tại vì những món trong menu ấy thì mình có thời gian chuẩn bị và chăm chút cho nó rất nhiều trước khi đưa ra phục vụ khách. Thực ra thì không khó, trong tư tưởng bọn mình thì khách luôn luôn là đúng. Cũng có những lần mà khách không đồng ý hoặc khách không hài lòng lắm về những món mình nấu, mình luôn luôn cố gắng làm tốt nhất. Có một lần mì ý spaghetti, thường thường là ăn với sốt cà chua và sốt bò băm và sốt kem. Nhưng mà một lần thì khách lại muốn là xào theo trên chảo Á. Mình cũng cố gắng làm theo ý khách và mình cũng thu thập hết những cái gì mà khách muốn. Nhưng mà cuối cùng thì khách không hài lòng lắm, không phải cái vị mà họ mong muốn. Mình làm bếp, mình luôn luôn phải học hỏi. Thì mình cũng đấy, coi như đấy một cái ghi nhận mà mình phải cố gắng hơn nhiều nữa. Cũng có nhiều lần mà khách comment rất tốt về cái đồ ăn mình nấu, những cái món ngoài menu. Mà khách thậm chí còn xin công thức. Thực ra thì đem lại cái sự hài lòng cho khách hàng là niềm vui của mình. Có lẽ cuộc đời của Bình sẽ khác nếu như Bình không được lựa chọn vào Cô Tô, một trường dạy nghề nhân đạo miễn phí do một Việt kiều Úc mở tại Việt Nam. Tuổi thơ của Bình không may mắn như nhiều đứa trẻ khác. Từ nhỏ em đã thiếu thốn tình cảm và sự dạy dỗ của cha mẹ. Gia đình không hạnh phúc khiến Bình trở thành một đứa trẻ ngang ngạnh và khá lì lợm. Cái lý do mà bên Cô Tô nhận bạn ấy vào, bởi vì là thấy rằng thật sự cái hoàn cảnh của bạn ấy cũng đúng là cái đối tượng mà Cô Tô tuyển sinh. Và nữa là bạn ấy cũng đã có những cái sự va vấp từng trải trong cuộc sống, và thực sự là bạn ấy cũng rất là mong muốn có một cái cơ hội đổi đời của mình trong tương lai. Cô Tô dạy là 50% dạy làm người và 50% dạy làm nghề. Thế nên là thật ra thì các bạn ấy khi mà vào Cô Tô thì không thể nói rằng là các bạn ngoan, rất là ngoan được.
Bởi vì cái cuộc sống của Bình trải qua trước đây ấy, thì toàn là những cái nghề lao động tự do. Nên là cái sự ngỗ ngược của bạn ấy nó đã là cái tính cách ngày xưa rồi. Hôm nay, Bình trở lại ngôi trường cũ mà cách đây 6 năm, anh đã từng bỡ ngỡ nhìn những học viên này. Buổi nói chuyện hôm nay, Bình muốn chia sẻ với các em học viên về những kinh nghiệm của mình khi mới bắt đầu đi làm, khi bước chân vào những giải thi đấu ẩm thực tầm cỡ quốc tế. Bình vừa trở về sau một cuộc thi lớn tại Pháp dành cho các đầu bếp trẻ khu vực châu Á. Những người thầy, người cô ở đây luôn ấn tượng sâu sắc về người học trò dù đã rời xa mái trường hơn 4 năm nay. Đối với bạn Bình thì trước đấy em đấy là một em mà có thể nói là có một cái niềm đam mê với cái nghề nghiệp, và đặc biệt là em có sự rất là, vì cái đam mê đấy nên là em bắt nhập với cái công việc học cũng như là cái sở thích của em đấy, và em có sự đầu tư rất nhiều trong cái việc học của mình. Ví dụ bình thường khi mà em thi là cho các em mỗi nhóm đều biết về đề thi của mình là cái món này món này, nhưng mà khi các em làm ra cái món ăn em có sự thay đổi, tức là em có sự đột cách về cái trang trí của mình cũng như là cái trình bày và cái tiết tấu của món ăn. Và các anh chị thì cũng có một cái ấn tượng tốt là bạn ấy biết lắng nghe và bạn ấy biết sửa đổi, thì đó là một cái rất là tốt. Và thật ra mà cái khi mà Bình ra trường rồi thì cái sự thành công của bạn ấy cũng là một cái ấn tượng dành cho tất cả các anh chị ở đây. Lý do nào mà bạn đã đến với Cô Tô? Mình biết đến Cô Tô là một trung tâm dạy nghề nhân đạo dành cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và trẻ em đường phố. Bố mẹ mình ly thân năm mình học lớp 7. Bố mình thì đợt đấy cũng sức khỏe cũng yếu vì bố mình bị liệt một tay trái. Trước kia thì khi còn học phổ thông thì mình cũng khá nghịch ngợm. Với cái tầm tuổi thanh niên mà lại thiếu vòng tay của bố, của mẹ và cái môi trường bên ngoài thì rất là nhiều cám dỗ. Mình cũng rất là nhiều lần đi theo và làm những cái điều không tốt. Mình cũng đánh cờ bạc, cũng ăn trộm tiền của bố mẹ và cũng đi theo bạn bè và nhiều thứ khác nữa. Nhưng mà mình cũng nghĩ đến những cái điều tốt đẹp mình cần hướng tới. Nếu như mà bạn bảo là chỉ có tâm niệm rằng là mình phải hướng đến những điều tốt đẹp thì ở cái độ tuổi đấy mình nghĩ là rất khó chứ. Bố mình là người luôn luôn theo sát mình. Ông luôn luôn đẩy mình ra xa khỏi những tệ nạn. Đến hiện tại bây giờ thì ông vẫn luôn luôn trò chuyện và mình cũng vẫn luôn tâm sự với ông. Đợt mình đi thi ở châu Á thì ông đi sang bên Trung Quốc. Đợt đấy là mình thi ở Thượng Hải. Thực ra thì ông chưa bao giờ đi xa như thế cả. Mình cảm thấy trong lòng ông rất vui, mình cảm thấy ông hạnh phúc. Trong lòng có thể ông không nói đâu, nhưng mình cảm thấy được điều đấy trong ông. Trước khi mình vào Cô Tô thì hình như là bạn đã đi làm một số những cái nghề trước đó đúng không? Mình đã làm rất là nhiều nghề. Công việc đầu tiên sau khi mình nghỉ học phổ thông là công việc đi xe, theo xe tải. Đi vào Đà Lạt, vào Lâm Đồng, vào Đồng Nai. Mình đi làm ván ép, phơi ván ép, mình đi xây dựng. Cứ mỗi nghề mình làm một chút rồi chán rồi mình lại bỏ. Cái ấn tượng mình nhớ nhất là cái thời gian đấy là cái thời gian rất vất vả. Câu chuyện từ nãy đến giờ Bình chẳng nói gì về việc nấu ăn. Thế tại làm sao, cái duyên nào mà lại đưa Bình đến cái nghề nấu ăn? Mình thích nấu ăn từ rất lâu rồi. Khi mình học lớp 3 thì mẹ mình có hỏi là lớn lên con sẽ làm gì. Mình cũng trả lời là lớn lên con sẽ làm nấu ăn. Mới vào Cô Tô thì thực ra nó là một môi trường rất mới lạ với mình, vì nó khác với những cái môi trường mà mình đã sống trước kia. Khi bước chân vào Cô Tô thì mình phải qua 2 tháng, gọi là 2 tháng thử thách. Thì đợt đấy mình cũng rất thích bếp, nhưng mà mình vẫn giữ cái bản năng, gọi là bản năng nghịch ngợm trong mình. Thì mình hết 2 tháng rồi nhưng mà mình không vượt qua được, và mình phải thử thách thêm 1 tháng nữa. Mà một tháng đấy là một tháng rất là cố gắng của mình. Môi trường Cô Tô thì đã mang lại cho bạn cái sự đào tạo như thế nào? Cô Tô đào tạo rất chuyên nghiệp. Mình cũng thích bếp từ trước rồi nên mình vào mình cũng thể hiện luôn cái sự đam mê và cái sự ham học hỏi cho bếp. Bên cạnh đấy thì Cô Tô cũng giảng dạy những cái chương trình gọi kỹ năng sống cho học viên. Kỹ năng sống mình nghĩ là những cái chương trình đấy rất tốt mà không phải trường nào cũng dạy. Mình thấy cảm thấy học cái chương trình đấy rất có lợi cho mình. Với niềm đam mê và tài năng của mình, Bình nhanh chóng trở thành một đầu bếp tài ba với các vị trí công việc được đánh giá cao.
Sau khi tốt nghiệp tại Cô Tô, Bình là một trong hai người được tuyển dụng và làm đầu bếp tại khách sạn Mercure Hà Nội. Ở đây một năm, Bình tiếp tục được thử sức với khách sạn Hotel de l'Opéra Hà Nội. Chỉ trong một thời gian ngắn, từ một đầu bếp, Bình được cất nhắc lên trưởng bộ phận bếp Âu. Trong 3 năm ở khách sạn này, Bình liên tục được chọn là người đại diện của khách sạn đi tham dự các cuộc thi khu vực và quốc tế. Bạn ấy đạt được một số các cái giải thưởng mà thậm chí là anh Jimmy Phạm mời bạn ấy về vinh, gần như là vinh danh bạn ấy trong một cái cuộc họp tổng thể của toàn bộ các học viên cũng như là nhân viên Cô Tô, và cũng có những cái món quà để tặng cho bạn giống như là công lời động viên để bạn ấy có thể thành công trong các bước tiếp theo. Thì em vẫn nhớ là hôm đó anh Jimmy Phạm có mua 2 con dao mà anh ấy mua tự bên Úc và anh mang về và anh ấy tặng bạn ấy trong cái cuộc họp tổng thể đấy để chúc cho bạn là sẽ thành công trong cái cuộc thi sắp tới. Thì sau đấy thì bạn đã giành được giải. Luôn tìm kiếm học hỏi và sáng tạo là kinh nghiệm để một đầu bếp như Bình thành công. Các món ăn của Bình luôn có sự thay đổi về hình thức và hương vị phù hợp với từng thực khách. Và những thành tích trong các lần tham gia cuộc thi đã chứng minh tài năng của Vũ Hữu Bình. Cuộc thi gần đây nhất, anh đã đạt được giải nhất món tráng miệng, giải tài năng trẻ toàn cầu tập đoàn Accor được tổ chức tại Pháp. Khi mà tham gia các cái cuộc thi cũng là một cái cơ hội để khẳng định chính mình và để nỗ lực phấn đấu cũng như là có những cái mốc mới cho bản thân mình. Thế thì Bình đã trải qua những cái cuộc thi ẩm thực như thế nào? Ngay từ khi trong trường mình cũng thi những cuộc thi nhỏ, đến khi ra trường thì mình cũng tham dự mấy cuộc thi nhỏ dành cho những cái giải trẻ ở khu vực châu Á. Có một lần thì xa nhất thì mình đi thi bên Pháp thi một cái giải tài năng trẻ toàn cầu. Để chuẩn bị cho cuộc thi đó thì bạn đã chuẩn bị bao nhiêu lâu và cái món ăn mà bạn mang theo đến cuộc thi là món ăn gì? Mình có một tuần để chuẩn bị. Rất là băn khoăn, không biết là mang món gì đi thi. Tại vì mình chưa bao giờ đi xa như thế. Nguyên liệu mình mang đi xa như thế có gặp trở ngại gì không? Cuối cùng mình quyết định là mình kết hợp nguyên liệu của nước Pháp và hương vị của Việt Nam. Nghe rất là hấp dẫn, mình không hiểu là cái món mà bạn tạo ra đấy là món gì. Hôm đấy thì mình nấu món gà lôi, mình phơi khô lá chanh, rễ rau mùi, rau thơm và xả. Mình là những cái món sáng tạo nhất trong cái chương trình đấy. Cái vị cân bằng giám khảo rất là thích. Thế sau thành công đó thì đã mang lại cho bạn những cái suy nghĩ hoặc là những cái ảnh hưởng sau này từ cái thành công đó? Là một người trẻ đi ra nước ngoài, mình được đi sang Pháp, một cái nơi cũng khá nổi tiếng về ngành ẩm thực. Mình cảm thấy rất nhỏ bé và mình học hỏi được rất là nhiều thứ. Và mình cảm thấy mình luôn luôn cần phải học hỏi nhiều hơn nữa. Song song với giải thưởng mà cái niềm vinh quang mà nó mang lại thì chắc là cũng mang lại những áp lực. Trong các cuộc thi, nó chỉ là một mốc để cho mình đặt chân lên cái điểm đấy, có thể là giải nhất, có thể là không đạt được giải gì, nhưng với mình cuộc thi là mình để học hỏi. Thế còn dự định của mình trong tương lai? Mình vẫn còn trẻ và ước mơ thì nhiều. Bây giờ mình muốn làm những cái lớn lao hơn ngoài công việc nấu ăn, cũng như là mình muốn làm tốt hơn, tại vì càng đi lên cao thì yêu cầu công việc càng nhiều. Vâng, cảm ơn Bình ngày hôm nay đã tham gia với chương trình và đã có những chia sẻ rất là chân thành. Quý vị và các bạn thân mến, với vị trí hiện tại, với công việc hiện tại của Bình thì không nhiều người có thể đạt được. Nhưng tuy nhiên, một điều mà chúng ta có thể thấy qua câu chuyện này đó là Bình đã thật sự rất là cố gắng và phấn đấu để đạt được những thành công hiện tại. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình ngày hôm nay. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình lần sau.